Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong bộ bài tập toán lớp 4 sách giáo khoa sớt chương trình sáng tạo. Chúng ta xem bài giảng Hệ Liêm nếu các em hay dự hiệu. Các em sẽ bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 17 biểu đồ cột. Trang 53 đến trang 57. Trước hết mình sẽ viết vào chỗ chấm. Mình sẽ quan sát biểu đồ cột. Dưới đây là biểu đồ cho biết số cây đã trồng của khối lớp 4. Mình sẽ quan sát biểu đồ. Như mình sẽ có biểu đồ số cây. Phía bên đây là các lớp 4A, 4B, 4C, 4D và 4E. Lớp 4A có 18, trồng được 18 cây. 4B trồng được 15 cây. 4C trồng được 12 cây. 4D trồng được là 20 cây và 4E trồng được là 17 cây. Như là hàng ngang bên dưới ghi tên các lớp. Đúng này. Ở đây là ghi tên lớp. Tiếp theo là các số ghi ở cột bên trái biểu đồ chỉ gì thì mình thấy là chỉ số cây. Đúng không? Đây các số bên trái chỉ số cây. Như vậy là hàng ngang bên dưới sẽ ghi tên lớp và cột bên trái sẽ ghi số cây. Giờ đọc và mô tả các số liệu của biểu đồ. Biểu đồ cho biết số cây đã trồng của các khối lớp 4 gồm 4A, giờ 4B, 4C, 4D và 4E. 4B, 4C, 4D và 4E. Mỗi cột tô màu biểu thị số cây trồng của mỗi lớp đó. Lớp 4A trồng được 18 cây, lớp 4B trồng được 15 cây. Và lớp 4C trồng được 12 cây. Lớp 4D trồng được 20 cây và lớp 4E trồng được 17 cây. Đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ quy tiếp như sau. Lớp 4B. Rồi tiếp theo là lớp 4C. Trồng được 12 cây. Và lớp 4D trồng được 20 cây. Và lớp 4E trồng được 17 cây. Như vậy lớp 4C trồng được 12 cây, lớp 4D trồng được 20 cây, lớp 4E trồng được 17 cây. Tiếp theo là dựa vào độ cao khắp của các cột màu, ta dễ dàng so sánh số cây đã trồng của các lớp. Lớp đã trồng được nhiều cây nhất là mình quan sát. Lớp nào trồng được nhiều nhất và lớp nào trồng được ít nhất quan sát độ cao. Thì mình thấy là cột này cao nhất, có nghĩa là 4D trồng được nhiều cây nhất. Và lớp 4C trồng được ít cây nhất. Đúng nè. Như mình trả lời ở đây là 4D. Lớp đã trồng nhiều cây nhất chính là lớp 4D. Và ít cây nhất sẽ là lớp 4C. Lớp 4A trồng nhiều cây hơn các lớp nào? Mình sẽ quan sát lại biểu đồ thì mình thấy lớp 4A sẽ trồng nhiều cây hơn lớp 4B và 4C. Đúng không? Và 4E luôn. Như lớp 4A trồng nhiều cây hơn lớp 4B, 4C và 4E. Bốn C và bốn E. Giờ 4B trồng được ít cây hơn các lớp nào thì mình thấy lớp 4B trồng ít cây hơn các lớp 4A, 4D và 4E. Đúng không?
Giờ như mình trả lời như sau. Lớp 4B trồng được ít cây hơn các lớp 4A, 4D và 4E. 4A, 4D và 4E. Đúng nè. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu hợp hành số 1. Câu hợp hành số 1 mình sẽ viết vào chỗ chấm. Quan sát biểu đồ thời gian ăn buổi trưa của nhóm em. Thì biểu đồ này mình nói về thời gian ăn buổi trưa của nhóm em. Mình sẽ quan sát biểu đồ, mình thấy là trong nhóm sẽ có bốn bạn, bạn Hà, bạn Cúc, bạn Tú và bạn Lê. Giờ ở bên đây là thời gian tính theo phút. Bạn Hà ăn trưa trong 25 phút, bạn Cúc ăn trong 36 phút, bạn Tú ăn trong 20 phút và bạn Lê ăn trong 40 phút. Câu A người ta hỏi là biểu đồ cột ở bên biểu diễn gì? Như vậy là mình thấy là biểu đồ cột ở bên sẽ biểu diễn thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Đúng không? Như đây, ở đây các em sẽ để là biểu diễn thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Như vậy là biểu đồ cột ở bên sẽ biểu diễn thời gian ăn bữa trưa của nhóm em nha. Câu B là tên các bạn trong nhóm, thì mình thấy là có bạn Hà, bạn Cúc, bạn Tú và bạn Lê. Bạn Hà, bạn Cúc, bạn Tú và bạn Lê. Câu C các cột tô màu cho biết gì? Cho biết thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Đúng này. Ở đây mình sẽ để là thời gian. Cột tô màu cho biết thời gian ăn bữa trưa của nhóm em. Thì mình thấy là bạn Hà ăn trong 25 phút, bạn Cúc trong 36 phút, bạn Tú trong 20 phút và bạn Lê trong 40 phút. Tiếp theo là câu D. Bạn nào sẽ ăn nhanh nhất và bạn nào ăn chậm nhất? Thì mình so sánh độ cao các cột thì nhanh nhất là bạn Tú chỉ trong 20 phút và cột cao nhất là 40 phút chính là bạn Lê. Như bạn Tú sẽ ăn nhanh nhất và bạn Lê sẽ ăn chậm. Và bạn Lê ăn lâu hơn bạn Tú bao nhiêu phút? Thì mình sẽ lấy 40 trừ 20 bằng 20, như là ăn lâu hơn 20 phút. Bạn Hà ăn nhanh hơn bạn Cúc bao nhiêu phút? Thì mình thấy là bạn Hà là 25 phút, còn bạn Cúc là 36, mình lấy 36 trừ 25 thì bằng 11. Ở đây mình sẽ để là 11 phút. Tiếp theo là câu E. Có bao nhiêu bạn ăn trưa nhanh hơn 30 phút? Nhanh hơn 30 phút thì có nghĩa là có hai bạn, bạn Hà và bạn Tú là ăn nhanh hơn 30 phút. Đúng này. Như đây mình sẽ để là hai bạn. Có hai bạn ăn trưa nhanh hơn 30 phút.
Và có bao nhiêu bạn ăn chưa lâu hơn 1 giờ thì mình thấy bốn bạn này đều sớm hơn 1 giờ. Như vậy là sẽ không có bạn nào. Có không bạn ăn chưa lâu hơn 1 giờ. Đúng này. Như vậy mình xong câu thực hành số 1. Câu thực hành số 1 kem hiểu bài, cái xong hết video hãy kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu thực hành số 2, cho bạn thống kê số học sinh theo các khối lớp của một trường tiểu học. Khối lớp 1 có 200 học sinh, khối lớp 2 có 224 học sinh, khối lớp 3 có 250 học sinh, khối lớp 4 là 238 và khối lớp 5 là 200 học sinh. Biểu đồ cột ở hình bên thể hiện các số liệu trên. Mình sẽ quan sát như mình sẽ có biểu đồ khối lớp gồm có 1, 2, 3, 4, 5. Số học sinh thì mình thấy lớp 1 sẽ có 200 học sinh, ở đây mình sẽ viết số 200. Khối 2 có 224 học sinh. Khối 3 sẽ có 250 học sinh. Khối 4 sẽ có 238 học sinh. Và khối lớp 5 có 200 học sinh. Giờ câu A biểu đồ cột ở trên biểu diễn gì thì mình thấy là biểu diễn số học sinh các khối lớp trường em. Đúng rồi. Số học sinh của các khối lớp. Biểu diễn số học sinh. Học sinh. Các khối lớp. Như vậy biểu đồ cột trên biểu diễn số học sinh các khối lớp. Câu B điền vào chỗ chấm để hoàn thiện biểu đồ khi mình đã hoàn thiện xong. Đúng. Câu C điền từ nhiều hơn ít hơn bằng nhiều nhất hay ít nhất thích hợp vào chỗ chấm. Khối lớp 3 có số học sinh. Mình sẽ quan sát khối lớp 3 thì mình thấy khối lớp 3 cột này cao nhất. Có nghĩa khối lớp 3 có nhiều học sinh nhất. Đúng nè. Khối lớp 3 có số học sinh nhiều nhất. Khối lớp 1 và khối lớp 5 có số học sinh. Khối lớp 1 và khối lớp 5 có số học sinh bằng nhau, đều bằng 200. Ở đây mình sẽ đề là bằng nhau. Khối lớp 2 có học số học sinh so với khối lớp 1 là như thế nào? Khối lớp 2 là 224, khối lớp 1 là 200. Như mình thấy là khối lớp 2 sẽ có nhiều hơn học sinh hơn khối lớp 1. Đúng không? Khối lớp 2 sẽ có nhiều hơn. Có học sinh nhiều hơn. Giờ tiếp theo là khối lớp 1 có số học sinh so với khối lớp 3. Thì lớp mình thấy lớp 1 sẽ ít hơn khối lớp 3. Đúng này. Khối lớp 1 là 200 học sinh và khối lớp 3 là 250 học sinh. Như đây mình sẽ đây là ít hơn. Và khối lớp 1 có số học sinh so với khối lớp 5. Khối lớp 1 và khối lớp 5 bằng nha. Đều bằng 200 học sinh như đây mình sẽ để là bằng.
Như là khối lớp 1 sẽ có học sinh bằng với số học sinh của khối lớp nào? Đúng rồi. Ở đây mình sẽ để chữ bằng là được. Khối lớp 1 có số học sinh bằng khối lớp nào? Câu D là viết tên các khối lớp theo thứ tự số học sinh từ ít đến nhiều. Giờ mình sẽ quan sát lại biểu đồ thì mình thấy ít nhất là khối lớp 1 và khối lớp 5 là 200 học sinh, tiếp theo là khối lớp 2, khối lớp 4 và cuối cùng mới là khối lớp 5, đúng không? Như vậy mình người ta kêu mình viết tên các khối lớp theo thứ tự số học sinh từ ít đến nhiều. Như mình thấy là khối lớp 1 và khối lớp 5 bằng nhau, đúng không? Mình sẽ viết cái một chữ 5 sau. Giờ tiếp theo là khối lớp 2, khối lớp 4 và cuối cùng mới là khối lớp 3. Giờ như là mình xong câu thực hành số 2, câu thực hành số 2 kem hiểu bài, các sẽ bấm hết video để kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 1. Trong một đợt dịch bệnh, các tỉnh và thành phố trên cả nước đã hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các gia đình gặp khó khăn. Số liệu được cho trong bài biểu đồ sau. Mình quan sát biểu đồ khối lượng gạo hỗ trợ tại một khu vực trong tháng 8 năm 2021. Như mình thấy là hỗ trợ lần 1, lần 2, lần 3, lần 4. Bên đây là khối lượng là kg. Mình sẽ viết số và dấu chấm. Câu A, trong tháng 8 năm 2021, khu vực này đã được hỗ trợ bao nhiêu lần? Thì mình thấy là tất cả là 4 lần. Lần 1 là bao nhiêu? Mình thấy là cái này nó cao tới số 10 nghịch, có nghĩa lần 1 là 10 nghịch kg gạo. Lần 2 tới số 12 nghìn, có nghĩa là 12.000 kg gạo. Lần 3 là tới số 9 nghìn, như là 9.000 kg gạo. Lần 4 là tới số 11 nghìn, như là 11.000 kg gạo. Giờ khối lượng gạo hỗ trợ nhiều nhất là lần thứ mấy? Thì mình thấy là cột cao nhất là cột số lần thứ hai, đúng không? Như đây mình sẽ để ý là lần hai. Tổng khối lượng gạo hỗ trợ khu vực đó trong tháng 8 là bao nhiêu? Giờ muốn biết bao nhiêu thì mình sẽ cộng bốn số này lại, mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình thấy là nghìn nghìn giống nhau thì mình sẽ lấy 10 cộng 12 cộng 9 cộng 11 là được. Mình sẽ tính nhẩm đây, 9 cộng 11 là 20. 20 cộng 10 là 30. 30 cộng 12 là 42, kết quả là 42 nghìn. Ở đây mình sẽ để tổng cộng là 42 nghìn kg. Câu D, nếu mỗi phần quà hỗ trợ có 5 kg gạo thì tổng số gạo được chia thành bao nhiêu phần? Giờ như mà sẽ lấy số này chia 5 là biết bao nhiêu phần. Thầy sẽ tính nhắc thêm chỗ này cho em hiểu nhé. Mình sẽ lấy 42.000 chia cho 5. Mình sẽ tính nhẩm nhé. Mình sẽ lấy 42 chia 5 được 8. 8 nhân 5 là 40, 42 trừ 40 được 2. Hạ số 0 này xuống là 20. 20 chia 5 được 4. 4 x 5 20, 20 trừ 20 hết, còn lại hai số 0.
2 số 0 chia 5 bằng 2 số 0. Như kết quả là 8.100 phần quà. Giờ như vậy là mình xong câu luyện tập số 1. Câu luyện tập số 1 kem hiểu bài, cái xong hết video hãy kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 2, khối lượng các loại hàng cho một phần quà như sau. Loại hàng gạo được 5 kg, thịt là 1 kg 500 g, cá là 2 kg, rau là 1 kg 400 4 kg và 500 g và bột nêm là 500 g. Người ta thể hiện các số liệu trên bảng bằng biểu đồ sao khối lượng các loại hàng cho một phần quà. Như mình thấy là gạo sẽ là 5 kg, chính là 5.000 g. Ở đây đơn vị, đây là biểu thị trong biểu đồ này chính là g. Như vậy là 5 kg chính là 5.000 g. Thịt là 1 kg 500 g. 1 kg là 1.000. 1.000 cộng 500 là 1.500 g. Cá ở đây là mình thấy là tới số 2.000, như là 2.000 g, chính là 2 kg. Rau tới 4.500 g, có nghĩa là 4 kg 500 g. Và bột nêm là mình thấy là nó sẽ tới số 500, có nghĩa là 500 g. Đúng này. Như câu E thì mình sẽ điền vào chỗ chấm để hoàn thiện, mình sẽ điền các số này vô nhé. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp câu B. Câu B, loại hàng có khối lượng lớn nhất là hàng nào? Thì mình thấy là cột cao nhất là cột gạo, có nghĩa là loại hàng gạo sẽ là nhiều nhất. Câu C, đủ dùng hay không đủ dùng? Nếu một gia đình mỗi ngày sử dụng 500 g thịt và cá thì lượng thịt cá ở phần quà có đủ dùng cho một tuần hay không? Như vậy là câu C mình sẽ điền từ đủ dùng hoặc là không đủ dùng vào chỗ 300. Nếu một gia đình mỗi ngày sử dụng 500 g thịt hoặc cá thì khối lượng thịt cá ở phần quà trên có đủ dùng cho một tuần hay không? Thì mình quan sát khối lượng của thịt và cá. Thịt là 1.500 g, cá là 2.000 g. Giờ như vậy hãy tính nhé, chỗ này cho các em hiểu. Nhưng mà sẽ tính tổng khối lượng của thịt và cá 1.500 cộng cho 2.000 thì mình thấy sẽ bằng 1.000 cộng 2.000 là 3.500, vẫn giữ nguyên kết quả 3.500. Như vậy mỗi ngày sử dụng 500 g thịt hoặc cá thì mình lấy số này chia cho 500. 3.500 chia 500 được 7, như mình thấy là sử dụng được trong 7 ngày, có nghĩa đủ dùng cho một tuần. Ở đây mình sẽ để là đủ dùng. Đúng này. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 2. Câu luyện tập số 2 kem hiểu bài, kem xong hết video hãy bị kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 3. Câu A, hoàn thiện bảng thống kê sau. Các loại sách báo chuyện học sinh lớp 4C thích đọc. Giờ mình xem bảng ở đây. Báo Nhi Đồng là 25 bạn thích. Mỗi nhóm gì là 5 bạn. Đúng không? Sách khoa học đây là 5, 10, 15, thêm 2 là 17. Ở đây mình sẽ viết số 17. Sách danh nhân 5, 10, B với 3 là 13. Viết số 13. Chuyện cổ tích 5, 10, 15, 20, 22. Và chuyện lời hoặc 5, 10, 15, 20, 20. Bạn khách đúng nào. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Câu B, mình sẽ quan sát biểu đồ sao số học sinh thích đọc sách báo chuyện. Giờ mình sẽ thấy là báo Nhi Đồng là mình thấy tới vạch 25, có nghĩa là 25 bạn thích. Giờ sách khoa học thì mình thấy là đây là 15, đây là 20. Thì mình thấy đây là 17, mình sẽ viết ở đây là 17 nhé. Giờ sách danh nhân là 13, chuyện cổ tích là 22 và chuyện lâu hoặc là 20, mình sẽ điền các số này vô đúng này, 13, 20, 2 hoặc 20. Đây là 13. Đây là 22. Và đây sẽ là 20 đúng này. Mình sẽ điền các số đó vào. Tiếp theo, điền số thích hợp vào chỗ chấm chỉ số học sinh trên biểu đồ. Sau đó mình sẽ viết vào chỗ chấm loại sách báo chuyện mà học sinh lớp 4C thích đọc nhất là loại nào. Thì mình thấy là cột cao nhất ở đây chính là cột báo Nhi Đồng, như là thích nhất là báo Nhi Đồng. Đúng. Đây mình sẽ để là báo Nhi Đồng. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 3, câu luyện tập số 3 các em hiểu bài, các em xong hết video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ cuối cùng thì mình sẽ đến phần hoạt động thực tế, mình sẽ thống kê loại phần thưởng mà mỗi bạn lớp em thích nhất. Giờ sách truyện, dụng cụ học tập và dụng cụ thể thao. Loại phần thưởng là sách truyện, dụng cụ học tập và dụng cụ thể thao. Như phần này thì các em sẽ kiểm tra trong lớp của mình, các em sẽ hỏi bạn của mình xem bạn của mình thích loại phần thưởng nào, sách truyện, dụng cụ học tập hay là dụng cụ thể thao. Sau đó các em sẽ thống kê, kiểm điểm và điểm số bạn qua. Đúng này. Giờ phần này các em sẽ tự thực hành nha. Các em sẽ kiểm điểm bằng cách mỗi bạn thích, ví dụ mỗi bạn thích chuyện thì các em vạch một vạch 5 bạn thì mình sẽ làm thành một nhóm giống như cái phần thống kê ở trên đúng không? Mình sẽ kiểm điểm giống cái này nha. Giờ sau đó các em sẽ điền bạn số bạn thích giống như vậy đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy gì dạng gì hay bạn thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, quên nào chưa đăng ký kênh Hà Liên, các em sẽ bấm nút đăng ký báo chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liên. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.